Xin chào mọi người. Mọi người ơi, bà hãy nhanh tay vào like và share clip này để nhiều người vào xem nha. Xin chào mọi người. Hôm nay có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt. Mọi người nhanh tay vào share like và share clip này nha. Xin chào mọi người. Đã có 16 người xem rồi. Cảm ơn Thái Thư đã chia sẻ nha. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Đã có 33 người xem rồi. Hôm nay có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt. Mọi người vào xem nhanh tay nha. Like và share clip này. Hello Ngân Hoàng nha. Hello em. Chào mọi người. Like và share clip này để nhiều người vào xem nha mọi người. Đây là nhà nữ. Xin chào mọi người. Hello Cân Kim. Hôm nay có rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Nhanh tay like và share nào. Hello Trần Đình Sinh. Hôm nay có một chương trình đặc biệt, đó là khi chúng ta mua 2 set tấm trắng thì sẽ được tặng 1 set tấm trắng nữa nha. Với lại kèm bên đó là khi chúng ta mua 2 bộ đồ. Khi chúng ta mua 2 bộ đồ, bất kỳ bộ đồ nào, chúng ta cũng sẽ được tặng 1 set tấm trắng. Hello Linh Lê. Xin chào mọi người. Chúng ta hãy like và share clip này, nhanh tay để mọi người vào xem. Thì bắt đầu chương trình nha. Xin chào mọi người. Đã có 60 người xem rồi. Nhanh tay nào. Mua 2 set tấm trắng sẽ được tặng 1 set tấm trắng nữa. Hello Thị Nga. Cảm ơn Đình Sinh. Tại những bạn nữ xem. Cảm ơn anh. Set tấm trắng này có giá là 119 nha. Tấm trắng 119.000. Nếu mà muốn mua tấm trắng này, mình sẽ để lại comment với cú pháp là tấm trắng cộng số điện thoại của mình, sẽ có người liên hệ cho mình nha. Chào mọi người. Nhanh tay nào mọi người. Sẽ có người liên hệ với mọi người để mua set tấm trắng này. Bên cạnh đó thì chúng ta mua 2 bộ đồ, chúng ta sẽ được tặng set tấm trắng nha. Rồi. Hello Úc Sinh, bây giờ sẽ cho mẫu mặc bộ đồ. Rồi, mọi người xem mẫu nha. Chị Tiết Mai ơi, chị để lại số điện thoại cộng với mã hàng chị muốn mua nha. Hello Hoàng Anh. Đây là set dạ hội. Có giá là 280. Có 2 màu. Có giá là 300, có 2 màu là màu bạch, màu trắng và màu vàng. Còn màu trắng thôi đúng không? Set này chỉ còn màu trắng thôi nha mọi người. Mọi người nhanh tay nha. Mọi người nhanh tay lựa cho mình một set dạ hội nha. Cảm ơn Út Xinh. Chị xài set tấm trắng này cho nên là trắng như vậy. Nếu em muốn trắng thì giống chị thì em sở hữu set tấm trắng này nha. Đang có chương trình khuyến mãi mua 2 set tặng 1 set. Ngoài ra thì em mua 2 bộ đồ cũng sẽ được tặng 1 set nha. Bộ đồ này có giá là 300. Đầm dạ hội rất là xinh nha. Mua đầm dạ hội này thì comment với cú pháp là đầm dạ hội cộng với số điện thoại của mình. Mọi người nhanh tay lên nào. Chỉ còn có vài bộ thôi. Chỉ còn có một màu này thôi nha. Nhanh tay nào mọi người ơi. Mua 2 bộ đồ này sẽ được tặng 1 set tấm trắng. Chỉ còn có một màu thôi nha. Set kim sa thì còn có mẫu đầm này. Nhanh tay nào, nhanh tay share clip này. Bao nhiêu một set? Set dạ hội mẫu đang bận là có giá là 300.000 một set nha. 300 một set. Muốn mua thì mình comment với phương pháp là đầm dạ hội cộng với số điện thoại của mình. Có váy bẹt vai. Có váy bẹt vai nha. Đây, có váy bẹt vai đây. Rất là xinh luôn. Bây
giờ mình sẽ cho mẫu thử đầm khác nha. Có ai mua đầm này không mọi người? Đầm này có giá là 300, rất là đẹp luôn. Vải rất là chất vải rất là tốt. Chào Nhật Lan nha. Đầm dạ hội là có tay không? Dạ đầm dạ hội bên đây không có tay ạ. Tắm trắng khoảng bao nhiêu lần thì có hiệu quả? Dạ ở trên sản phẩm của em có ghi công dụng và cách dùng nha. Đầm chữ A. Dạ, cỡ 1-2 lần là mình trắng nha. Đầm chữ A dạ. Dạ không có. Đầm chữ A có à, một lát em sẽ cho mẫu thử nha. Đầm mẹ vai. À, em cho mẫu thử đầm này nha. Dạ tấm trắng là 119.000 sẽ mình mua 2 set sẽ được tặng 1 set tấm trắng. Mua 2 set sẽ được tặng 1 set tấm trắng nữa. Mọi người nhanh tay mua nha. Nếu mà mua tấm trắng mọi người cứ comment là tấm trắng cộng với set hội của mình. Có trễ vai. À có trễ vai nha. Những cái đầm của chị là đầm trễ vai này mọi người. Đầm hoa. Có giá là đầm hoa này có giá là 250. Đầm hoa này có giá là 250. 57kg là mặt không vừa rồi. Dạ mặt không vừa rồi. Hai bạn cảm ơn Hải nha. Mọi người nhanh tay mua nha. Nếu mua hai cái đầm mình sẽ được tặng một set tấm trắng nữa. Rồi chị sẽ đứng lên cho mọi người xem. Đẹp và đang hết luôn. Mọi người mua đầm hoa chỉ có 250 thôi, có hai màu là màu trắng màu hồng nha. Tấm trắng mấy lần? Cắm tấm trắng cỡ 1-2 lần là trắng thôi nha chị. Set tấm trắng. Dạ, một set tấm trắng là mua 2 set tấm trắng là 119 tặng 1 set tấm trắng nữa. Đầm của mình đang bận có giá là 250 nha. Váy của em đang bận vẫn còn nha chị Vô Tình ơi. Cho xem màu hồng ha. Đây có hai loại đây. Đầm này không có hoa. Đầm này có hoa màu hồng. Vải dạng rất là chắc. Có hai màu giá 250 nha. Cảm ơn Ngọc Huyền nha. Đây đầm mẫu đang bận là đầm dạ hội. Đầm body tay ren. Mọi người muốn mua đầm body tay ren này, mọi người comment là đầm body tay ren cộng với số điện thoại của mình nha, sẽ có người liên hệ để đặt hàng. Cao 1m50 mặt. Dạ mặt vừa chị bé Đặng ơi. Bộ bạn kia đang mặc bao nhiêu? Bộ mẫu đang bận là 250. 208, một mẫu đang bận là 208. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, chỉ có 208 thôi, rất là đẹp. Mặc đi dạ hội hoặc đi chơi rất là sang trọng. Và mẫu này có hai màu nha. Có màu đỏ nữa. Chỉ còn một màu này thôi nha. Màu đỏ hết hàng rồi. Giờ chỉ còn màu này thôi, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Cao 1m65-67 mặt vừa. Dạ mặt vừa nha anh ơi. Mặt rất là đẹp. Facebook của chị là Xin Nguyễn. Bộ nãy là bộ này hả chị? Bộ này 250 nha. Bộ này 250 rất là đẹp luôn. Như cái đầm của em đang mượn đây. Có ai mua set mua bộ đồ một mẫu đang mượn không? Đầm body tay ren cộng với số điện thoại của mình nha, sẽ có người liên hệ và tư vấn cho mọi người. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn vài bộ thôi. Mọi người nhanh tay lên nào.
mua hai bộ đồ bên shop sẽ được tặng một set tắm trắng nha mọi người. Set tắm trắng rất là trắng luôn, một chai, có giá là 119.000. Mua hai bộ như vậy sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. Mọi người nhanh tay nha. Mọi người ơi, bộ mẫu đang bận, có bộ nào, có bạn nào muốn mua không? Rất là thích luôn. Nếu mà không may mua nữa thì em sẽ cho sếp mượn qua bộ body hoa 3D, body hoa 3D. Ok chị vô tình. Bao nhiêu một túi tắm trắng? Túi tắm trắng có giá là 300 có giá là 119.000 nha. 119.000 mua 2 set được tặng 1 set chỉ trong ngày hôm nay thôi. Tắm trắng đó sử dụng ở trên sản phẩm của em có ghi cách sử dụng nha mọi người. Có ghi cách sử dụng. Mọi người mua về sẽ về nhà xem ở đây. Anh Ngô bá đông ơi, đó là chị kia, chị Quyên. Chị Quyên hôm nay bận rồi. Dạ mua hai cái này rồi. Em ơi. Chị ơi. Dạ. Có free ship không? Dạ không free ship nha. Không free ship nha chị ơi. Mình mua hai cái này mình rồi quẩn free ship. Sử dụng rất là trắng nha, như em đây, trắng như em đây, uống trắng như em sử dụng cái này nha. Bột ngọc trai nằm từ thiên nhiên rất là trắng. Mình chỉ tắm một hai lần thôi là trắng rồi nha. Mọi người nhanh tay nào. Like và share clip này nha. Là phí của shipper lấy chứ không, bên shop không có lấy nha. Dạ, anh chị Vân Anh ơi, chị mua thì chị để lại số điện thoại giúp em nha. Số điện thoại cộng với tấm trắng. Cảm ơn chị Vân Anh. Ok, một lát nữa em sẽ đứng lại dạ nha chị Kim Nhung. Đầm của em đang bận có giá là 250. Váy của mẫu đang bận là mẫu body hoa 3D rất là đẹp luôn. Có hai màu. Đầm đó có hai màu. Có hai màu, hoa nổi rất là đẹp. Hoa nổi rất là đẹp mà giặt thì không có bị gì hết nha, không có sao hết. Bao nhiêu một túi? 119.000 một túi nha Nadi ơi. Da đen sẽ trắng lên nha chị Vi ơi, chị Vi ơi. Ship Hà Nội. Ship Hà Nội 40 nha anh. Chị Vân Anh ơi. Mà mẫu đang mận là có giá là 300.000, chỉ có một màu trắng này thôi nha. Rất là nhanh khách hàng và rất là đẹp, rất là hay bị cháy hàng lắm mọi người, nhanh tay đặt hàng nha. Một túi tắm được bao nhiêu lần mới sinh em bé được một tháng dùng được không? Dạ mới sinh em bé được một tháng thì không nên dùng nha. Tắm trắng có giá là 119.000 nha. Bộ mẫu đang bận có bạn nào thích không? Nếu mà thích mình nhanh tay đặt hàng nha. Chỉ có 300.000 thôi, mình sở hữu một bộ dạ, một bộ đầm rất là đẹp. Đi chơi, đi ăn tiệc. 300.000 thôi, chỉ có màu đó thôi. Shop của em ở quận 7 nha anh. Mọi người nhanh tay nha, nếu mà không ai ship Thủ Đức là giả sức của Đức là 35.000 nha chị Suri ơi. Em sẽ cho mẫu sang mẫu khác nha. Có ai thích đầm này không? Đầm này đi chơi, đầm dạ hội cũng rất là đẹp luôn nè, có dây rất là sáng, dây vàng rất là sang trọng nha. Em sẽ cho mẫu thử đầm này nha. Vải bóng, vải phi bóng. Không có bán bé đó nha. Bé đó đang là mẫu của em, không có bán được. Bây giờ anh qua làm mẫu thì em sẽ bán. Sinh xong gần 3 tháng. Sinh xong gần 3 tháng. Dạ không. Dạ không dùng được nha chị ơi. Mua 2 có miễn ship. Dạ
bên đây ship shipper sẽ lấy tiền ship chứ bên em không có lấy tiền ship nha chị Vân Anh ơi, cho nên là không có được giảm tiền ship. Dạ con trai vẫn dùng đường nhanh Tuấn ơi. À, em sẽ đứng dậy cho mọi người xem nha. Đàm này rất là rẻ và đẹp, chỉ có giá là 250 thôi. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn vài bộ thôi. À, có màu hồng nữa nha mọi người, có màu hồng nữa nha, rất là đẹp, vải rất là chắc, có độ co giãn nha. À, những người nào mình to tròn tròn thì mình cũng có thể mặc cái này nữa. Ship về Hà Nội hả? À, ship về Hà Nội là 40 nha. Mua hai tấm trắng được? Dạ không, mua hai tấm trắng không được phí ship nha, tại vì phí ship là của anh shipper lấy. À, shop quận 7 là chỗ nào? Hả? 33G đường. Chị để lại số điện thoại nha, em sẽ cho người liên hệ với chị nói địa điểm của shop. Hello anh Diệm, chị Diễm Hương nha. Cảm ơn anh Văn Cường. Dạ không có bán người nha. Dạ, sử dụng sẽ trắng cho em nha. Mọi người phải chịu khó sử dụng trắng như em đây. Hello Thanh Lê. Lỡ mua set rồi. Lỡ mua set là sao chị Diễm ơi? À, lỡ mua 3 set rồi. Dạ cảm ơn chị nha. À, bây giờ lấy chị một bịch tắm trắng đi Biên Hòa bao nhiêu? Dạ Biên Hòa là 40 nha chị Thúy ơi. Mọi người hãy nhanh tay chú ý vào đồ của mẫu đang bận. À, đầm của mẫu đang bận là đầm phi bóng, đầm xòe, có dây rất là đẹp, có giá là 2.8 nha mọi người, có giá là 2.8, rất là rẻ luôn nhưng mà rất là đẹp, mặc đi chơi đi dạ hội rất là xinh. À, tắm thưởng trắng với em nha chị Nga ơi. Mọi người muốn comment à, muốn mua đầm này mọi người comment là đầm phi bóng cộng với số điện thoại của mình, sẽ có người sẽ có nhân viên liên hệ với mọi người nha. Cảm ơn Triều Công. À, tắm trắng ngọc trai này của Thái Lan nha mọi người. À, rất là đảm bảo nên mọi người đừng có sợ. Cảm ơn Như Huỳnh. À, cảm ơn anh Tuấn nha. Ship Đà Nẵng hả anh? Ship Đà Nẵng. À, ship Đà Nẵng là 40 nha. À, dạ bịch tắm tùy theo cơ địa của mỗi người mà lên xong bao nhiêu á anh. À, tùy theo người, như với em thì có cỡ 2-3 lần là mình lên nha. Chào chị mình yêu. À, ok chị Thị Nga ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Cộng với ta cú pháp là tắm trắng cộng với số điện thoại của mình, sẽ có nhân viên liên hệ với chị. À, mọi người nhanh tay nào, đầm này có hai màu là màu đỏ và màu vàng nha, chỉ có giá là 280. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, còn rất là nhiều mẫu nữa. À, em năm nay sinh năm 96, số điện thoại là số mấy? À, anh để lại số điện thoại của anh ấy. Ship, dạ có ship Quảng Ninh luôn. Chào Khôi Thắm nha. Chào mọi người, chào cô bé ơi hậu ơi. À, mọi người nhanh tay đặt hàng này nha, chứ mà không có ai đặt nữa thì em cho mẫu sang mẫu khác. Cảm ơn chị Vi nha, cảm ơn chị Thúy Vi, cảm ơn anh bố gấu ơi, anh mua gì anh nhớ comment là sản phẩm, tên sản phẩm của mình cộng với số điện thoại nha. À, em cảm ơn chị Vân Anh. Dạ không có bán được mẫu ạ. À, một gói tắm được dạ một gói tắm được mấy lần? Dạ một gói tắm được 1-2 lần. À, ở trên đây có ghi công dụng và cách sử dụng như thế nào nha, mọi người mua về thì mọi người đọc ở đây. Cảm ơn công.
Mọi người nhớ comment với cú pháp là tên sản phẩm của mình mua và số điện thoại của mình. À, váy của em đang bận là có giá là 250, còn váy vừa rồi của mẫu đang bận là có giá là 280. Mua hai bộ trong line này thì được tặng một set tắm trắng. Dạ, mình mua hai bộ thì mình sẽ được tặng một set tắm trắng. À, một set hai bộ nào cũng được nha chị. Bộ nào mình cũng sẽ được tặng một set tắm trắng. Hai bộ, cứ hai bộ mình sẽ được tặng một set. À, và khi mình mua hai set tắm trắng thì mình cũng sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. Dạ anh cứ mua tặng người yêu đi, mua tặng người yêu mua vài bộ luôn á anh ơi. Mua có một bộ hai bộ thì không có đủ đâu. Sữa tắm trắng ấy. Dạ sữa tắm trắng. Mua hai set thì được tặng một set nha. À, bộ mẫu đang bận có giá là 350, đầm công chúa rất là sang trọng. Rất là xinh nha. À, có 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu hồng. Cảm ơn Linh Tủ nha. À, cảm ơn anh Quốc Hiền. À, em sinh năm 96. Dạ con trai vẫn tắm được nha, tắm rất là trắng luôn. Con trai tắm xong là trắng như trắng em luôn. À, một gói là 119.000. À, chào mọi người. Không có bán người mẫu nha. À, mọi người ơi, váy công chúa là 350 nha. À, đúng rồi, 350 có 3 màu. Có 3 màu rất là xinh. Có màu hồng nữa đây nè. Có màu hồng, màu đen nữa nha. Mẫu này chạy hàng rất là nhanh. Rất là mau hết, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Nếu Facebook của em là Xuyên Nguyễn nha. À, có body, dạ. Có nằm body nha. Ok, mọi người đặt đầm công chúa này sẽ comment là đầm công chúa cộng với số điện thoại của mình nha. À, đầm body em sẽ cho mẫu thay một bộ đầm body ha. Mở thử làm body nha. Làm body mẫu này nha. Mẫu tay hoa. Mua không có được tặng chị nha. Dù em khi nào em mua nguyên cái shop thì sẽ được tặng nha. Mua hết đồ của shop sẽ được tặng. Cảm ơn mọi người. Bộ mẫu vừa bận là 350 nha. Còn bộ của em đang bận là có giá là 250. Trên mô tả có nha mọi người. Dạ, nick fake của em ở dưới đây có nha. À, liên nhạc hả? Một lát nữa sếp sẽ để sau nha. Em cho tư vấn tắm trắng. À, tư vấn tắm trắng. Tắm trắng có 2 set. À, có mua 2 set sẽ được tặng 1 set. Có giá là 119.000. Mọi người nhanh tay mua nha. Chỉ còn vài set nữa thôi. À, body mẫu đang thay nha chị ơi, chị Thành Thảo ơi. Có đầm màu xám không mẹ? Đầm màu xám. Có đầm suông. Đầm suông, có rất là nhiều màu. Đầm này rất là đẹp luôn. À, những người nào tròn tròn á, mình nên tặng bộ này nha. Mẫu không trắng mà em này à. À, dạ còn rất là nhiều kiểu body nha chị Thảo ơi. Chị cố gắng xem hết like sẽ em sẽ cho mẫu thử nha. Mẫu cao 1m5, 1m6 nha mọi người. Dạ ở đây không có bé áo tắm à. À mọi người, chị Đỗ Huy hôm nay bận nha. À mọi người chú ý nha. À, bộ mẫu đang bận là đầm body tay hoa hồng. À, có giá là 250, có giá là 250, rất là đẹp luôn. Mẫu này cũng đang rất là hot. Ở phần trên mình có lưới che rất là đẹp. À, màu đỏ rất là trắng. Mẫu này có 2 màu. À, có màu đỏ và màu hồng phấn. Màu đỏ màu hồng phấn.
rất là xinh nha. Bạn nào trắng không? Bạn nào trắng thì nên mặc màu đỏ. Ok, rồi lát chị sẽ đứng lên cho xem váy của chị. À, ở đây không có chứng váy riêng nha. À, có màu khác không? Dạ, có hai màu là màu đỏ và màu hồng phấn nha. Cảm ơn mọi người. Bộ đầm công chúa có giá là 350. Mọi người mua đầm này, mọi người comment là đầm body tay hoa cộng với số điện thoại của mình thì có nhân viên liên hệ với mọi người để đặt hàng nha. Có ship tỉnh, dạ có ship tỉnh nha chị Hằng Lê ơi. 65 kg là không mặc vừa nha chị nhanh Bùi Nhân ơi. Hello anh Tĩnh Võ, bán cho mình con áo đỏ hả? Con áo đỏ là không có bán được nha, khi nào mua hết cái shop này sẽ bán con đỏ. Tấm trắng ngọc trai có giá là 119.000, hôm nay mua 2 set sẽ được tặng 1 set nha mọi người. Mọi người nhanh tay vô mua nào, like và share clip này nữa nha. Áo đỏ, ừ đúng rồi, áo đỏ rất là xinh. Cảm ơn Bùi Thảo Mai nha. Ơi Diệu Thúy ơi, rất là nhiều comment nên chị không có đọc vào được nha. Em có comment lại cho chị xem nha. À, con trai tắm vẫn được nha anh ơi. Chào anh Đỗ Bình. Đầm công chúa thì mình 45-55kg là mặc vừa nha. À, em sẽ cho mẫu quay lại lần sau cho chị xem nha. Đầm này rất là đẹp nha. Ôm body tôn dáng lắm. Mọi người, đầm này chỉ có giá là 250. Mọi người nhanh tay mua hàng nha. Chỉ còn vài bộ thôi, có hai màu là màu đỏ và màu hồng. Màu hồng phấn. Rồi, hồng phấn đây, rất là xinh. Cái này đã hết màu hồng phấn đó mọi người ạ. À, chế thử xem, thử xám em xem với. À, em muốn mua bộ xám này đúng không? Đi vướng ơi, bộ xám này đúng không? Chị sẽ cho mẫu thử bộ xám này nha. Rồi, cho mẫu thử bộ xám này. Mọi người muốn mua đầm này thì comment là đầm body tây hoa hồng cộng xin họ nha. Bây giờ sẽ cho mẫu thử đầm xám. 45kg là mặc vừa nha. À, em đeo kính là tên là Nhi. Dạ, một set tắm trắng chị để là xin họ giúp em nha chị Phương Vy ơi. À, chị đặt một set màu hồng phấn thì chị comment là đầm hoa, đầm body tay re, đặt tay hoa, body tay hoa cộng với số điện thoại của mình nha chị ơi, để sẽ có nhân viên liên hệ với mình. Ok, theo ý của mọi người là sẽ một lát nữa sẽ cho mẫu thử đầm ôm thế nào. Ok, chị xíu lên cho xem. Mẫu này rất là hot nè mọi người. Cái mẫu em đang mượn rất là hot. Chỉ có giá là 250 thôi. Đầm xòe đi chị, ok. Sẽ cho đầm ôm xong rồi đầm xòe ha. Cái đầm của chị là 250 nha. Cảm ơn chị Diệu Thúy nha. Cảm ơn chị Hoàng Dung. Cảm ơn anh Huy Hứa. Ủa, lộn rồi. Có đầm xòe nha em. Đầm mẫu đang bận là đầm suông. Mọi người hãy comment là đầm suông cộng xin họ của mình. Nếu mà mình thích bộ này mình sẽ mua này. Comment là đầm suông cộng xin họ của mình. Đây đầm suông của chị đây chị ơi, hồi nãy chị nào hỏi đó. Cảm ơn anh Sơn nha. 51kg, cao 1m57 là vừa nha anh ơi. Rất là vừa luôn. Em đứng là đầu công chúa đó. Em đặt mẫu body tay hoa hồng phấn. Ok chị Hằng ơi, chị để lại số điện thoại cộng với mẫu hàng của mình nha. Đầm mẫu đang bận rất là đẹp. Đầm này á thì những người nào mà dáng tròn tròn á thì mình nên mua bộ này bận nha. Rất là sang mà cũng không có lò khuyết điểm nha nữa. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mẫu này có hai màu. Đó là màu xám và màu nâu. Đây nè, màu nâu rất là xinh.
màu đen nữa nha. Đây, màu đen đây. Rất là xinh. Mặt màu đen rất là trắng luôn. À còn kia sáng là nữa không? Một lát nữa em sẽ kiếm cho chị nha. Gửi hàng của Thủ Đức là bao nhiêu hả anh? Dạ Thủ Đức là 35.000 nha. À, xe giúp anh được không là sao ạ? Body đi chị, ok. Váy của mẫu đang bận là 260. Chỉ có 260 thôi nha, mặt rất là đẹp luôn. 38kg là mặt vừa nha chị ơi. À, coi áo em đang bận bán, mặt có bán. Dạ cái áo của em đang bận có bán nha, có giá là 250. 250, còn mẫu đang bận là có giá là 260. Váy em đang mượn là 250. Có ship ra Bắc nha em ơi. À, mọi người muốn mua đầm này, mọi người comment là đầm suông cộng với số thoại của mình nha. Nhanh tay nha mọi người, chỉ còn vài mẫu thôi. Có hai màu, còn hai màu nữa là màu đen và màu nâu. Bây giờ em sẽ cho mẫu thử đầm này nha. Đầm body, đầm body kim sa rất là đẹp, turen nữa nè. Rất là sáng luôn, đi chơi rất là đẹp. Không có bán người mẫu nha. À, quay sau lưng. À mẫu đi rồi. À, cảm ơn bé Hậu. À, ship ra Bắc thì phí bao nhiêu? Dạ à, ship ra Bắc thì phí là 40 nha. Ngoài ra ở sếp mẫu, ở sếp em có rất là nhiều mẫu mới nè. Mẫu hoa nổi đây, rất là xinh. À, chị thấy chị địa chỉ em gửi chị chưa? À, chị Hằng ơi, chị comment là số điện thoại cộng với mẫu hàng của mình nha. À, bên em sẽ có nhân viên gọi đến cho chị và lấy thông tin. Sao lâu thử đầm xòe này. Ok, đầm xòe nữa, một lát nữa chị sẽ cho mẫu thử nha. À, chị ở đâu? À, chị ở quận 7. Sắp ở quận 7 luôn nha. Mà cho mình coi đầm tay hoa body màu hồng phấn. À, tay hoa body hồng phấn không chị? Ok, đáng sẽ cho mẫu thử nha. Váy đáp bạn kia vừa mặc. À, váy của bạn kia vừa mặc là có giá là 260, là đầm suông á anh ơi. À, đây ra mẫu đang mượn là đầm body turen. À, có kim sa, áo kim sa đó mọi người. À, mặc đi chơi và đi dạ hội cũng rất là xinh, có giá là 280. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, rất là rẻ luôn, 280. Mặc rất là tôn dáng. À, chị Nhi dùng gì trắng vậy? À, chị Nhi dùng cái này nha em, xét tấm trắng này đi. À, 119.000. À, nếu hôm nay mua 2 set sẽ được tặng 1 set nữa. Rồi, ngoài ra khi mua 2 bộ đồ cũng sẽ được tặng 1 set tấm trắng này nha. Rất là trắng luôn. Dạ chưa có chồng nha. À, thử đầm công chúa, hồi nãy chị đã thử đầm công chúa rồi đó bạn. Mai ơi, một lát nữa chị sẽ thử lại nha. Cảm ơn Hiếu Huỳnh. Mọi người muốn mua đầm này, mọi người comment là đầm body turen cộng với số điện thoại của mình. Nhanh tay nha mọi người ơi. Lấy mẫu sản phẩm như thế nào ạ? À? À, chị chỉ cần để lại số điện thoại cộng với mã mẫu hàng của mình. Ví dụ như là đầm body turen cộng với số điện thoại của mình, thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho chị nha. À, ok Helen. À, cảm ơn anh Hiếu Nghĩa. Tấm trắng hai có giá là 119.000, khi mà mua 2 set sẽ được tặng 1 set chỉ trong hôm nay thôi nha mọi người. Mọi người ơi, mà hãy nhanh chóng like và share clip này để nhiều người vào xem nha. À, mình chỉ cần tắm 1-2 set là mình trắng rồi nha. Chị tên là Thương. À, mọi người hãy nhanh tay đặt mua đầm body của mẫu đang bận nha. Có hai màu là màu đỏ và màu vàng, chỉ có giá là 280.
mặc đi chơi rất là sang trọng nha, có tấm trắng bao rồi set mới trắng. Dạ tùy theo cơ địa của mỗi người, như em thì chỉ cần một đến hai set là trắng rồi nha. Rồi bây giờ không có ai không ai đặt đũa thì em sẽ cho qua bộ khác nha. Hồi nãy có một bạn muốn mua đầm xè. Rồi đầm xe em sẽ cho mẫu thử đầm này nha. Đầm này đầm xe. Đầm xe. Cái đầm chị đang mặc. Ok chị sẽ đứng lên cho em xem nha. Ship ở Đồng Tháp hả? À Đồng Tháp là 40 nha em ơi. Chị đang bận có giá là 250 nha. Đầm này rất là xinh mọi người. Muốn mua đầm này thì mọi người comment là đầm hoa tay lỡ cộng số điện thoại của mình. Cái màu hồng á anh Minh ơi, anh comment số điện thoại của mình giúp em nha. Đầm body tây hoa hồng. Ok, cảm ơn chị Hằng Lê nha. Sao mặc vào người chị? Đúng rồi, chị sử dụng set tấm trắng. Ngoài ra thì mặt chị cũng có sử dụng loại khác nữa nha. Ship Đắk Nông hả? Ship Đắk Nông là 40 luôn nha, chị Hằng Lê ơi. Ở trong đây có sẵn mút nha. Đây, mỗi bộ đều có sẵn mút ở trong, cho nên là mình không có ngực vẫn mặc được nha. Đầm của mẫu đang mận là đầm xòe hai dây rất là xinh, có giá là 270. Mặc đi chơi rất là xa, đi sinh nhật với mọi người. Có mấy công chúa nha, mấy công chúa bên em bán giá 350 ạ. Mỗi set tấm trắng mình sẽ sử dụng được 2 đến 3 1 đến 2 lần nha. Ship Đồng Nai là 40. Ship ra đây là 40 nha. Đầm body bạn ấy vừa thay ra là đầm body kim sa thì có giá là 280. Đầm mẫu đang bận thì có giá là 270, rất là xinh luôn. Có chỉ có một màu hồng thôi nha. Anh Văn Minh ơi, anh muốn lấy cái này thì anh comment sản phẩm tên sản phẩm của anh cộng số điện thoại của mình nha. Đầm xòe có loại khác không? Là có rất là nhiều loại nha chị Thiếu An ơi, một lát nữa em sẽ cho mẫu thử nha. Đầm của em đang mượn có giá là 250, là đầm hoa tay lỡ. Cảm ơn Thảo Mai nha. Đầm này 47kg vẫn mặc vừa nha chị Hoàng Dung ơi. Có đầm công chúa, có rất là nhiều mẫu đầm công chúa, chỉ có giá là 350 thôi. Ok, một lát em sẽ cho mọi người xem là mẫu mặc thử đầm công chúa nha. Đây là sau lưng của mẫu. Sử dụng rất là trắng nha. Cảm ơn Lì Phạm. Ship Bắc Ninh có giá là 40.000. Thử mấy con rộng đi hả? Đợi một xíu nha, tay. Các anh chị thấy bộ nào thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại cộng với lên mặt hàng giúp em đi nha. Hiện tại bộ đồ em đang mặc chỉ là 270k thôi.
rất là rẻ luôn đó. Bây giờ mẹ mới hỏi là chị đầu hỏi là đầm body tai hoa hồng màu phấn đâu, bên em chỉ còn số lượng của hãng thôi, một bộ này duy nhất. Chị nào muốn thì để lại số điện thoại cộng với là đầm body tai hoa hồng đi nha, rất là êm luôn. Đây nè, có thúc ngực nè, đây luôn này nha. Chất lượng thì khỏi chê, có độ co giãn luôn nha các anh chị, từ 40 cho đến 55 ghế một vừa luôn đó. Bên cạnh đó các bên em có vừa mới nhập hàng về là đầm công chúa hồng, đầm công chúa hồng hoa thêu trắng này nha, công chúa hồng hoa thêu trắng. Bên cạnh đó còn có là đầm công chúa mà hoa thêu màu trắng luôn. Cho nên các anh chị nào muốn thì để lại số điện thoại cộng với là đầm công chúa hồng cổ yếm hoa thêu màu trắng. Bộ này là 350k đó Nguyễn Bình ơi, còn bộ em đang mặc là 270 nè. Các bạn ơi, các anh chị nào muốn đặt mua thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại cộng với cho sản phẩm đi. Rồi đây, bộ đồ đầm xòe cổ yếm đăng lưới nha, 270k luôn. Rồi ok, bi lớp, đậm màu xíu cho bi lớp đây nè, bộ đồ của người mẫu mặc là 280. Bộ đồ này là 280k, đăng lưới nha, rất là đẹp luôn, đầm xòe. Ai mà muốn đẹp như cô người mẫu đi, hãy nhanh tay sao hữu em này đi. Chỉ còn một màu đỏ đô thôi nha, chỉ còn một màu đỏ đô thôi. Các anh chị nào hết đi hãy nhanh tay sao hữu em này đi. Để lại số điện thoại cộng với set tấm trắng đâu, cộng với là đầm xòe cổ yếm đang chơi nha, đẹp thiệt hả, xinh quá hả chàng ơi. Rồi bên cạnh đó anh chị nào muốn đặt set tấm trắng trà xanh á thì hãy nhanh tay sở hữu em này đi, bên em chỉ còn có 2 set cuối cùng thôi. Rồi còn có làm set tấm trắng ngọc trai nè, mua 2 tặng 1 luôn. Bộ đồ này là 280 đó. Rồi bây giờ em hay làm công chúa cho anh các anh chị xem nè. À, bộ đồ các em đang bận có giá là 280. Mọi người muốn mua thì mọi người comment là đầm xòe cổ yếm. Đầm xòe cổ yếm đang dây, cộng với số điện thoại của mình. À, thử đầm phông rộng hả? Ờ, bên chị cũng có nhiều đầm phông rộng lắm. Đi có đầm này đi. Đầm này đi. Đầm này rất là xinh. Mới về phông rộng ấy. Với lại đầm này, bên nãy chị có cho mẫu thử á. Nam không mặc được anh ơi. Lại tiện mua được nha. Nam, anh ơi, anh ạ. À. Anh Huỳnh Minh ơi, Nam mặc được bộ này nè, anh mua bộ này mặc nha. Mọi người ơi, set tấm trắng ở bên shop có giá là mình mua 2 set sẽ được tặng 1 set, có giá là 119.000, cùng mua nhanh tay mua nha, like và share clip này luôn. Khi đó thì mua 2 bộ đồ thì chúng ta cũng sẽ được tặng 2 bộ đồ, được tặng 1 set tấm trắng nữa, rất là trắng nha. Cảm ơn Lý Phạm nha. Nếu mà để em hiểu một bộ, sở hữu một bộ để bận đi em ơi. Cảm ơn Huỳnh Minh. Có mặc đồ, có đồ mặc cho người trung niên, dạ có nha. Có phông rộng tay ngắn không? Có phông rộng tay ngắn không hả? Có xếp công sở. Có xếp công sở là tay ngắn thôi. Đầm của mẫu đang mượn là đầm công chúa. Khi nãy có rất là nhiều người yêu cầu mẫu mặc bộ này xem. Đầm công chúa này rất là hot. Có 3 màu. Màu hồng, màu đỏ và màu đen. Đâu? Có 3 màu. Có giá là 350 nha. Có đầm suông nào dành cho người 60kg. Dạ 60kg. 60kg mình đang mặc bộ này. Mặc bộ này, đây là đầm suông 60kg, mặc rất là xinh, có cái nơ đây nè. Có cái nơ, và em có 3 màu nữa nha. Có 3 màu lần,
khẩu này rất là xinh luôn, 60kg mặt là vừa đó. À, đầm này là đầm free size anh ơi, cho nên là mẫu bạn gái anh mặc sẽ vừa nha. À, đầm em cầm bao nhiêu bé? Đầm em vừa mới cầm là có giá là 260. Nam tắm được nhanh Đại Thành ơi. Cái đầm mẫu đang bận là đầm công chúa. À, đầm công chúa có 3 màu, màu trắng, màu đen, màu hồng và màu đỏ. Chỉ có giá là 350 thôi. Mọi người mua comment là đầm công chúa cộng với số điện thoại của mình. À, mọi người đừng quên là nếu mà mua 2 set tắm trắng sẽ được tặng 1 set tắm trắng nữa. Trong ngày hôm nay thôi nha mọi người. À, ngoài đó thì chúng ta mua 2 bộ đồ cũng sẽ được tặng thêm 1 bộ, 1 set tắm trắng nữa. Đừng quên chương trình này nha. Mọi người nhớ like và share clip này. À, anh Tâm ơi, anh Tâm Lâm ơi, nếu anh mua bộ thì anh comment tên sản phẩm của mình cộng với số điện thoại thì sẽ có người liên hệ với anh nha. Ok, lên lên, lát sẽ đứng lên cho chị xem. À, đầm mẫu đã bận có 350. Đầm công chúa nha. Nếu mà không ai mua nữa thì em sẽ cho mẫu bận một khác. Tắm trắng có giá là 119 nha. À, 65kg, bộ nào cho 65kg thì mình mặc đầm này, đầm suông. Đầm suông nha. Đầm suông này có giá là 260. À, chị 47kg. À, 70kg làm không mặc vừa nha. À, đầm mẫu đang mượn là 350 nha. À, ok anh Tâm ơi, nếu mà anh thích thành anh đặt hàng ở đây nha. Anh để lại số điện thoại sẽ có người liên hệ với anh. Đầm đen bạn vừa cầm đi. Đầm đen và vừa cầm là em cho mẫu thử rồi. Một lát nữa em sẽ cho mẫu thử lại nha. Thấy nhiều người yêu cầu đầm suông quá thôi em cho mẫu bằng con này luôn nha. Đầm suông này luôn. Đầm suông em cho mẫu bận là có giá là 260 nha. Có giá là 260. Còn đầm của em bận. Mọi người comment với cú pháp là đầm xòe yếm đan dây cộng số điện thoại của mình nha. 44kg, 44kg thì mặc loại nào cũng vừa nha chị ơi. Chị cho thử đầm xuống đấy đi chị. Đã sao tắm mấy lần thì trắng? Mình tắm cỡ 1 đến 2 lần là trắng thôi nha, thì tùy theo cơ địa của mỗi người. Da lâu lên ton thì mọi người sẽ 3 đến 4 set mũi trắng. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn vài phút nữa thôi. Còn vài phút nữa thôi là kết thúc live rồi. Ngoài đây thì mọi người nếu mọi người bạn nào tròn thì nên mặc những bộ như thế này. Sẽ không bị thấy khuyết điểm. Trắng như chị nha, chị Lì Phạm ơi. Ở đây không có bán bikini nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mua 2 set tắm trắng sẽ được tặng 1 set tắm trắng nữa. Chỉ trong ngày hôm nay thôi. Mọi người nhanh tay like và share clip này nha. Bộ đồ cũ em đang bận. Bộ đồ của em đang bận không có màu hồng nha, chỉ có màu đỏ thôi. Đầm của em đang bận là đầm của em đang mượn có giá là 280 nha. Trắng mà không có đen lại nha chị ơi. Váy chị cầm có giá là 280 nha. Một set tắm trắng là 119.000. Mẫu đang bận bộ đầm suông mà mọi người hồi nãy yêu cầu ấy. Bạn nào hồi nãy yêu cầu thì mình vào xem nha. Đầm suông có giá là 260. Những người nào mà tròn tròn thì mình mặc rất là đẹp, rất là xinh mà không có bị đọc khuyết điểm ra nữa. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mọi người đặt hàng thì comment là đầm suông cộng với số điện thoại của mình. Da đen ngâm mình tắm mấy lần? Da đen ngâm thì mình tắm cỡ 2-3 lần là trắng nha.
sử dụng tắm trắng như thế nào thì ở trong đây ở đây shop có ghi sẵn, mọi người mua về thì sẽ có ở đây, mọi người đọc đọc ở đây để sử dụng theo nha. Xin chào mọi người. À, váy chỉ cầm lúc này chỉ có một màu này thôi nha. Mọi người nhanh tay lên đặt bộ mẫu đang mận có giá là 260. Hãy comment là nằm xuông cộng với số điện thoại của mình nha. 70kg thì không vừa rồi Hạnh ơi, Hạnh Nhi ơi. À, mặt đầm lúc bạn cầm đi là đầm này hả chị? Mẫu là gái. Mẫu là gái à? À, shop mình ở quận 7 nha. Đầm xuông 58kg. À, vừa nha chị ơi. Có, đây đầm này mình mặc 58kg cũng vừa nha. Rồi, nếu mà không ai đặt đầm xuông này nữa thì em sẽ cho mẫu qua bộ khác nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi nào. Chỉ còn vài bộ thôi nha. Em sẽ cho mặt mẫu mặc ở một đầm body. Đầm body. Đầm body đuôi cá. À, có ship nha Hiền Tô ơi. Ok, một lát sẽ cho mẫu nào mặc thử áo vàng hồi nãy nha. À, 65kg thì không mặc vừa những cái mẫu body hay là những mẫu chị đang mặc. Chỉ có thể mặc mặc những cái bộ đầm suông ấy. Đầm suông ở bên shop. Đây, mẫu này đây. Mặc mẫu này nè, tròn tròn mặc mẫu này rất là đẹp. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mẫu này có giá là 260. Mọi người cơ bản là đầm xuông cộng xuyên hậu của mình. Ship ra Vĩnh Long mất mất mấy ngày. Ship ra Vĩnh Long tầm 3-4 ngày nha em. Cái đầm này có 3 màu. Màu đen, màu nâu và màu hồng. Màu xám, màu đen, màu xám và màu nâu. Màu set có bốn gói. Màu set có bốn gói nha. Làm từ thiên nhiên, rất là trắng. Dạ không có phi ship ạ. Mẫu thử đầm vàng giúp mình với. Ok chị Ánh ơi. Lát nữa sẽ cho mẫu thử đầm vàng nha. Cảm ơn Luân nha. Giá của đầm này là 280. Đây là làm đầm body váy đuôi cá. Đầm body đuôi cá 280 nha mọi người. Rất là xinh luôn. Mẫu này rất là hot. Ở trên này có yếm. Bộ set có 4 gói nha tay ơi. Đầm body đuôi cá giá là 280 nha. Anh là chị Thúy Lâm ơi. Đầm vàng một lát mình sẽ cho mẫu thử nha. Ship Cần Thơ bao nhiêu vậy? Ship Cần Thơ là 40 nha. Và đầm này, đầm mẫu đang bận có giá là 280. Bộ set là 119 nha. Nhưng mà hôm nay em mua 2 set sẽ được tặng 1 set nữa nha. Em mua 2 bộ đồ thì cũng sẽ được tặng 1 set nữa. Đầm mẫu đang bận là 280 chị Hiếu Lâm ơi. Ship Cần Thơ là 40 nha. Cho mình xem mẫu bạn đang bận. Ok, em sẽ một lát sẽ đứng dậy cho mọi người xem nha. 38kg 1m6. Mang bầu 3 tháng. Mặc được nha, mặc được anh ơi. Đầm màu sáng 58kg. Đầm sẽ có úa không? Chị ghi gì em không có hiểu chị Thu ơi. Ship Bắc Ninh là 40 ạ. Bộ set tắm trắng là có 4 gói. Bộ set là có giá là 119 ngàn nha mọi người. Mọi người mua tắm trắng thì mọi người comment với cú pháp là tắm trắng cộng xuyên hội của mình. Ok, anh sẽ cho mẫu xoay vòng nha. Mẫu này có giá là 280 nha, rất là đẹp luôn. Chân đuôi cá, chân váy đuôi cá. Ok, em sẽ cho mẫu mặc cái đầm vàng ha. Đầm vàng có giá là 280. Ship ra ngoài Bắc là 40 anh Thiền Tôi. Set tắm trắng có giá là 119 ạ. Có
zoom hở lưng không? Dạ có nha, một lát xin cho mẫu mận mẫu zoom hở lưng. Đầm xám lúc nãy là 260 nha, có 3 màu, màu bạch, màu trắng, màu xám, màu đen. Nâu đen xám. Giờ sẽ cho mẫu thử đầm vàng. Ship Hà Nội là 40 nha. Mới xanh 2 tháng nên cho 4. Dạ không, mình mới xanh thì mình không nên sử dụng tấm trắng nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mẫu vàng em đang cho mẫu thử. Mua 2 set sẽ được tặng 1 set nha mọi người. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Ngoài ra thì mua 2 bộ đồ cũng sẽ được tặng 1 set nữa. Tắm 3 set chắc chắn. Dạ tắm 3 set thì mình sẽ trắng ạ. 58kg. Có 58 đầm màu xám có. Mọi người muốn mua tấm trắng thì mọi người comment là tấm trắng cộng với xin hỏi của mình nha. Ngoài ra thì những bộ đồ mà mọi người muốn mua thì mọi người comment tên sản phẩm cộng với xin hỏi của mình. Sẽ có người liên hệ. Cảm ơn Min. Mày xanh xong mấy tháng mới được sử dụng mày? Mình xanh xong cỡ 2 tháng được sử dụng nha. Xin chào mọi người. Đầm vàng 52kg mặt vẫn vừa nha. 52kg là mặt rất là đẹp. Ok, em sẽ cho mẫu em. Mọi người ơi, đầm của mẫu đang bận là đầm xô màu vàng. Có giá là 280. Mọi người hãy comment. Muốn mua đầm này mọi người hãy comment là đầm xu vàng cộng với số điện thoại của mình. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn có vài bộ thôi. Đầm vàng 52kg mặt vẫn vừa nha. Ok, xin cho mẫu quay salon nha. Đây là salon. Mọi người muốn mua thì mọi người nhớ comment là đầm xu vàng cộng với số điện thoại của mình nha. Khi mà mình mua 2 bộ đồ thì mình cũng sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. Một set tắm trắng như này. Một chai. Mọi người nhớ là comment khi mà mua 2 set tắm trắng cũng sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. Mọi người comment là tắm trắng cộng số điện thoại của mình nha. Tắm trắng không dùng cho face được nha. Mọi người chỉ dùng cho body thôi. Còn đầm của mẫu đang bận là 280. Mọi người có ai muốn mua thì nhanh tay comment nào. Nhanh tay đặt hàng. Comment với cú pháp là đầm suông vàng cộng với số điện thoại của mình. Mọi người nhanh tay nha. Chị đang sử dụng set tấm trắng này. Trong đây có 4 set. Trong đây có 4 gói. Mọi người nhanh tay nhập hàng nha. Chỉ còn có vài set nữa thôi. Mẫu đang bận là đầm suông vàng cộng. Mọi người thích thì comment là đầm suông vàng cộng với số điện thoại của mình nha. Nếu mà không có ai đặt nữa thì em sẽ cho mẫu xem một khác. Sẽ cho mẫu xem một bộ body ha. Sẽ cho mẫu xem bộ body này rất là đẹp nha. Tay ren là vải ren rất là đẹp. Có loại nào dùng cho phay không? Dùng cho phay thì không có nha Hiền Tô ơi. Ok, chị sẽ đưa cho em xem. Đầm của chị đang bận có giá là 280. Mọi người ra tay đặt hàng nha. Mọi người hãy đặt hàng với cú pháp là đầm xòe cổ yếm đang dây. Đầm xòe cổ yếm đang dây cộng với số điện thoại của mình. Đầm của em đang bận là chỉ có một màu đỏ thôi nha. Bộ đỏ mẫu đang đi thay có màu hồng không? Dạ không ạ. Bộ mẫu đang thay chỉ có màu đỏ thôi. Cảm ơn Hoàng Phương.
em có đặt hai bộ đầm khi chưa thấy có tặng tấm trắng. Dạ, à, khi em mua hai bộ đầm sẽ được tặng tấm trắng nha, chị yên tâm nha, sẽ có người liên hệ với chị. À, khi mà mua hai bộ đầm chị có, trong cái line này thì mình sẽ được tặng hai một set tấm trắng nha, body trắng còn không shop. Dạ còn nha, còn nha chị Hằng ơi, ở đây khi mà mua hai set sẽ được tặng một set, chỉ có giá là 119.000 khi một set nha. Đầm xòe cổ yếm đang dây, đầm xòe cổ yếm đang dây, chị nhớ comment số điện thoại của mình nha chị Lucky ơi. Đầm xòe cổ yếm đang dây cộng với số điện thoại của mình nha. Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nha. Đầm của em đang bận chỉ có giá là 208 thôi. Còn đầm mẫu đang bận mùa thấy xinh không? Đầm này có giá là 250. 250. Và đầm rất là đẹp. Mọi người ơi, đầm này có giá là 250, chỉ có một màu đỏ thôi nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng với cú pháp là đầm suông tay ren cộng số điện thoại của mình. Nhanh tay nha mọi người ơi, đầm suông tay ren cộng số điện thoại của mình nha, sẽ có người liên hệ để ghi lại thông tin. Cảm ơn dùng tên thật nha. Cảm ơn Hà Đinh Ngô, chị Hà Đinh Ngô. Mua một set tấm trắng có ship, dạ vẫn có ship nha chị ơi. Một set tấm trắng vẫn ship nha. Mình tắm cỡ 1-2 set thì mình sẽ trắng nha. Body đầm trắng, đầm body trắng. Đầm body trắng hết rồi ạ. Dạ, set này chỉ có màu đỏ, không có màu đen nha. Sắp vừa gọi. Chị Hàng Dung ơi, sắp sẽ liên hệ lại với chị sau nha. Em đặt 2 set tấm trắng. Ok, cảm ơn tay nha. Mọi người nhớ là nhanh tay đặt hàng nha, với cú pháp là đầm suông tay ren cộng số điện thoại của mình. Đầm body tay ren cộng số điện thoại của mình để đặt mua mẫu của mẫu đang mận, có giá là 250 thôi. Nhanh tay nào, chỉ còn vài bộ thôi. Thử mẫu đầm tầng đi à, màu đỏ. Đầm tầng màu đỏ. Dạ đầm tầng màu đỏ hết hàng rồi ạ. Một set là có giá là 119 nha. Nhưng mà trong line này mua 2 set sẽ được tặng 1 set nữa. Bây giờ em sẽ cho mọi thứ bộ khác. Hồi nãy có người hỏi là đầm đỏ tầng. Đây bây giờ em sẽ cho mỗi thử đầm đỏ tầng này nha. Cảm ơn Tử Long sẽ cho đầm thử mỗi thử đầm này, thử đầm xòe em coi. Ok, đây cũng là đầm xòe luôn nè em ơi. Sẽ kêu mỗi thử cho em xem nha. Tấm trắng có bị đau? Dạ không có bị đau nha em. Tấm trắng không bị đau thì không bị đau. Mọi người muốn trắng như em thì phải sử dụng tấm trắng nha. Nhanh tay mua hàng tấm trắng nào. Không có bị đau gì hết nha. Ngoài đây thì bộ đồ em đang bận nè. Mọi người rất là xinh. Có giá là 208. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mọi người hãy comment với cú pháp là đầm xòe. Đầm xòe cổ yếm đang dây. Đầm xòe cổ yếm đang dây còn có xin hỏi của mình. Sẽ có nhân viên tư vấn cho mình nha. Đầm cổ đang dây bạn đang mặc. Dạ chất liệu là vải tuyết nha. Vải tuyết rất là đẹp, vải rất là chắc. Đầm màu xám 58kg là mặc vừa nha. Đầm màu xám nó giống như cái đầm này. Màu xám là đầm này nhưng mà màu xám. Có giá là 260. 58kg là mặc vừa nha. 28. Cảm ơn chị Hiền Tô nha. Dạ chỉ có tấm trắng body thôi, không có phay nha. Cái bộ của chị đang bận là 208, còn cái bộ đầm suông này. Đầm suông này có giá là 260 nha. Mọi người ơi, ban nãy có nhiều người yêu
cầu mẫu mặt đầm đầm xuân tầng ấy. Đây là mẫu đầm xuân tầng đây. Tay ren luôn nha, tay lưới mọi người rất là xinh luôn. Có hai màu là màu trắng màu đỏ nha. Mọi người ơi, nếu mọi người muốn thích thích bộ này thì mọi người comment là đầm đầm xòe tay lưới cộng với số điện thoại của mình. Mọi người ơi, đầm xòe tay lưới cộng với số điện thoại của mình để mua đầm này nha. Đầm này có giá là 200, 250, 260 nha mọi người ơi. Mình tắm cỡ 2-3 set đầm trắng thì tùy theo cơ địa của mọi người nha. Có xin một tắm. Chị Huyền ơi, chị ghi gì em không có hiểu. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Cái đầm của mẫu đang mượn có giá là 260. Mọi người hãy comment là đầm xòe tay lưới cộng với số điện thoại của mình nha để đặt mua set này. Mọi người nhanh tay, thì mua 2 set đồ như vậy thì sẽ được tặng 1 set tắm trắng nữa. Ngoài ra thì mua 2 set tắm trắng cũng được tặng 1 set tắm trắng luôn. Nhanh tay nào mọi người ơi. Tắm rất là trắng. Bộ này 260 nha Hằng ơi. Đầm xám không có tay. Đầm xám không có tay. Ê chị ơi, đầm xám không có tay đây. Cái này là em nó giống cái mẫu hồi nãy, đầm xám ở trong kia rồi, bây giờ mẫu này y chang luôn. Nhưng mà chị mua thì chị comment là đầm xuông xám cộng với số điện thoại em sẽ giao cho chị nha. Cảm ơn Hằng nha. Đầm xòe tay lưới. Dạ cảm ơn chị Ngân Bùi. Bộ tắm trắng. Tắm trắng có mấy sĩ nữa nha chị ơi. Chị hãy để lại số điện thoại cộng với sĩ nha. Cộng với sĩ tắm trắng, em sẽ có người liên hệ với chị. Mọi người ơi, mọi người nhớ là một mẫu đang bận là có giá là 260. Mọi người hãy comment với cú pháp là đầm xòe tay lưới cộng với số điện thoại của mình nha. Ok, một lát chị sẽ đứng lên cho em xem nha Thủy ơi. Cảm ơn Huyền Ngọc nha. Mọi người, bây giờ em sẽ cho mẫu thử bộ khác nha. Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn có vài bộ nữa thôi. Em sẽ cho mẫu thử bộ này. Bộ này đang rất là hot. Đang rất là hot, xinh lắm. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Cảm ơn chị Thanh Huyền nha. Mọi người ơi, set tắm trắng rất là trắng. Mua 2 set thì được tặng 1 set chỉ trong ngày hôm nay thôi nha. Mua 2 set được tặng 1 set cộng khi mà mình mua 2 bộ đồ. Hai bộ đồ bất kỳ nào đó mình cũng sẽ được tặng 1 set tắm trắng nữa. 46kg là mặt vừa nha chị Ngân Bùi ơi. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Cái đầm của em đang mượn là đầm xòe cổ yếm đan dây. Mọi người hãy comment là đầm xòe cổ yếm đan dây cộng với số điện thoại của mình để đặt mua nha. Có giá là 280 cho chị Thạch Nguyễn ơi. Mẫu đầm xòe tay lưới đỏ bao nhiêu kg? Dạ mình mặc từ 45kg đến 55kg là vừa nha. Mua 2 mà tặng 1 thì bán em nó lại đến 5 nhé. Mẫu set tắm trắng có giá là 119.000. Bên trong set tắm trắng thì có những set những gói nhỏ nhỏ như vậy nè. Ở dưới đây có công dụng của nó và cách sử dụng. Mọi người mua về sẽ xem cách sử dụng ở đây. Một mẫu là bao nhiêu vậy chị? Tùy theo mẫu nha. Cái bộ của mẫu đang mượn là đầm body đỏ. Chỉ có một màu này thôi. Mọi người hãy comment là đầm body đỏ cộng với số điện thoại của mình. Cổ y nha mọi người, có cổ y rất là xinh và đầm mẫu này rất là hot. Mọi người rất hot nha mọi người. Mọi người hãy comment là đầm body cổ y cộng với số điện thoại của mình. Cảm ơn chị Hằng nha. Cảm ơn chị Hằng ạ.
mua một bộ đồ một set tắm trắng có được tặng một set không ạ? À? À, khi mà mua hai bộ đồ thì mình tặng một set, khi mua hai set tắm trắng được tặng một set thôi, chứ mua một bộ đồ một set thì không được tặng ạ. À. À, em ở quận 7 nha. À, bộ đồ em đang bận là mọi người, anh đưa anh muốn mua thì anh sẽ công minh là đầm xè, cổ đen dây, còn có xuyên thợ của mình. Đầm của mẫu đang bận có giá là 250 nha mọi người, rất là xinh. Đầm body cổ y cộng với xuyên thợ của mình chỉ có giá là 250 thôi. Có một màu đỏ thôi nha mọi người. Đầm của tất cả mẫu đầm ở bên shop có 45 đến 55 kg là mặc vừa nha. Xuất xứ ở Thái Lan nha mọi người yên tâm về chất liệu của nó. À, cảm ơn anh Nguyễn Lương nha. Mọi người nhớ là khi chúng ta mua đồ thì mọi người hãy comment là tên sản phẩm của mình cộng với số điện thoại sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người. À, đầm của mẫu đang bận có giá là 250. Mọi người hãy comment với cú pháp là đầm body cổ y cộng số điện thoại của mình. Ngoài ra thì khi mua tắm trắng, mua hai set tắm trắng sẽ được tặng một set nữa. À, chỉ còn có 15 suất nữa thôi, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. À, nhanh tay đặt hàng nào, mọi người hãy comment là tắm trắng cộng với số điện thoại của mình nha. À, bộ đồ của mẫu đang bận là 250 nha. 250 là chị Hiển tiếp ra và chị Xuân ơi. À, em sẽ cho mẫu quay sau lưng ha. À, đầm này rất là ôm, rất là tôn dáng nha. Lấy đầm em vừa bận. À, cổ dây 3 phân á. Dạ ok chị Thu ơi, chị Thu để lại số điện thoại giúp em với nha. À, cảm ơn anh Đua. Bộ đầm xòe cổ yếm đen dây em đang mận vừa không? Dạ 44kg, 1m61 là vừa nha chị ơi. À, mọi người ơi. À, cảm ơn anh Vượng nha. Mọi người ơi, muốn mua đầm của mẫu đang mận thì mọi người comment là đầm body cổ y cộng với xuyên thợ của mình nha. 42kg là vừa nha. Cảm ơn chị Hương Lê. Khi mà mọi người mua hai bộ đầm thì mọi người sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. Mọi người hãy comment, à, đầm body cổ y cộng xuyên thợ của mình. Giờ sẽ cho mẫu thêm một bộ khác nha. Thử bộ này đầm xòe nha, đầm xòe có đính ngọc và ngọc trai đây nè, em sẽ cho mọi người nha. À, đầm cổ yếm của em đang bận có giá là 280 nha, 280. À, mọi người hãy comment là đầm xòe cổ yếm đang dây cộng với số điện thoại của mình thì sẽ được nhân viên liên hệ nha. Dạ giao hàng tận nhà nhanh Khánh Mùi ơi. 1m54, 1m64, dạ mặt vừa nha chị ơi. À, giá của bộ mẫu vừa mận là 250, còn bộ của em có giá là 280. À, cảm ơn chị Xuân Nguyễn nha. Mọi người ơi, hôm nay có chương trình là khi chúng ta mua hai set tắm trắng sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. À, bên cạnh đó thì mua hai bộ đồ thì chúng ta cũng sẽ được tặng một set tắm trắng như vậy nữa. Mọi người nếu mua tắm trắng thì mọi người comment là tắm trắng cộng số điện thoại của mình nha. Còn khi mà chúng ta mua đồ thì chúng ta sẽ comment tên sản phẩm đồ của mình cộng số điện thoại của mình. À, có màu đen không ạ? À? À, mẫu của em đang bận không có màu đen nha, chỉ có màu đỏ thôi. Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nha. Mọi người hãy like và xem clip này để nhiều người vào xem nha. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem bộ mẫu đang mận. À, bộ mẫu đang mận là đầm xòe có đính ngọc trai, có giá là 250. Có hai màu là màu đỏ và màu hồng. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mọi người hãy đặt hàng với cú pháp là đầm xòe có đính ngọc trai. À, cộng với số điện thoại của mình. À, anh cứ comment anh Lương Nguyễn ơi, sẽ có người liên hệ với anh qua số điện thoại đó nha. À,
bộ đầm cổ y body có ai đặt chưa? Dạ anh cứ đặt mua, anh cứ đặt nha. Đầm cổ chữ y của em còn vài bộ. Mọi người hãy chú ý, bộ mẫu đang bận có giá là 250. 250. Mọi người hãy comment với cú pháp là đầm xòe đính ngọc trai cộng với số điện thoại của mình. Mọi người nhanh tay nha. Ngoài ra thì set tấm trắng của em mua 2 set thì được là 1 set nha. Ok, xin cho mẫu quay sau nha. Đó là sau. Có rất là nhiều mẫu khác nha thì Linh ơi. Một lát nữa chị sẽ cho mẫu thử sau. Mọi người đừng đừng có rời khỏi nha, đừng có rời khỏi tại vì ở đây còn rất là nhiều mẫu nữa. Bây giờ có ai đặt mua đầm này không? Đầm này có giá là 250. Mọi người hãy comment với cú pháp là đầm xòe đính ngọc trai cộng với số điện thoại của mình. Giờ sẽ cho mẫu thử đầm khác nha. Sẽ cho mẫu thử đầm này. Đầm này rất là xinh. Đầm này là có cổ lưới nữa nè. Có cổ lưới. Dạ màu đỏ không có. Màu đỏ còn nha anh. Cái bộ mẫu vừa bận hồi nãy là màu đỏ còn nha. Tấm trắng bao nhiêu vậy? Tấm trắng có giá là 119.000 nha. 119.000. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Khi em mua 2 set tấm trắng sẽ được tặng thêm một set tấm trắng nữa. Khi mua 2 bộ đồ, 2 bộ đồ cũng sẽ được tặng một set tấm trắng nữa nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng. Bên sếp còn rất là nhiều mẫu mới. Như đầm này, đầm body. Đầm body thế này khi mình mặc đi dự hồ rất là xinh. Đi chơi, đi sinh nhật cũng rất là xinh. 2 dây có lưới rất là chắc. 45 đến 55kg là mặc rất là đẹp nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn mình phút nữa thôi. Mua 2 bộ đồ sẽ được tặng một set tấm trắng hộ, set tấm trắng một ngọc trai. Cho mình để lại số điện thoại nha. Bộ của em đang bận là bộ đầm xòe. Đầm xòe cổ yếm đan dây. Mọi người hãy comment với cú pháp là đầm xòe cổ yếm đan dây cộng số điện thoại của mình nha. Sẽ có nhân viên liên hệ cho mọi người. Mọi người ơi, đầm của mẫu đang bận là đầm đầm xòe. Đầm chữ A. Cổ lưới. Mọi người hãy comment là đầm chữ A cổ lưới cộng với số điện thoại của mình nha. Tấm trắng có giá là 119.000 một set nha. Khi mua 2 set trong ngày hôm nay chúng ta sẽ được tặng thêm một set nữa. Mình lấy sĩ tấm trắng. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Lương nha, sẽ có người liên hệ với anh sau nha. Cho xem bộ mẫu đang bận. Bộ mẫu đang bận đây. Có giá là 250 thôi. Có hai màu là màu vàng với màu hồng nha. Lưới rất là chắc mà chất liệu thì rất là đẹp. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Đầm chữ A cổ lưới cộng với số điện thoại của mình sẽ được nhân viên ở liên hệ và giao hàng cho. Mọi người nhanh tay đặt hàng nào. Mua 2 bộ sẽ được tặng một set tấm trắng nữa. Có váy trưng van xòe không bạn? Dạ không có ạ. Dạ không có chị Thảo ơi. Bây giờ nếu cảm ơn chị Ngân Bùi nha. Bây giờ em sẽ cho mẫu thử đầm này. Đầm này rất là xinh. Đầm này rất là xinh nha. Cho mẫu thử đầm này nha. Người mặc khoảng 70kg mặc được không ạ? Dạ 70kg là không mặc vừa. Tại vì đầm bên shop em là free size ấy. Có 45 đến 55kg là mặc rất là đẹp nha. Ngoài ra thì những người tròn tròn á, mình nên tặng những bộ đầm su này. Bộ đầm su này người tròn mặc đầm su thì rất là đẹp, xinh. Chỉ có giá là 260 thôi. Mọi người hãy muốn mua đầm su này, mọi người comment là đầm su cộng với số điện thoại của mình. Có 3 màu là màu xám, màu đen và màu nâu. Ship Gia Lai là 40.000 nha.
40.000 nha Trang ơi. Vậy mình hai bộ rồi tặng một set tắm trắng. Dạ đúng rồi chị Ngân ơi, hôm nay chị mua hai bộ sẽ được tặng một set tắm trắng. Một lát nữa nhân viên của em sẽ liên hệ với chị và thông báo thông tin sau nha. Bộ mẫu đang bận là váy nằm body đuôi cá, nằm body đuôi cá có giá là 250, rất là đẹp nha mọi người. Vải rất là chắc chắn. Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nè, mọi người hãy comment với cú pháp là đầm body đuôi cá cộng số điện thoại của mình. Chỉ còn có vài bộ thôi, thì bộ này chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đỏ thôi nha mọi người. Mọi người nhanh tay comment nào, mọi người nhanh tay comment nha. Khi chúng ta hai mua hai bộ thì chúng ta sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. Số lượng có hạn thôi nha. Ship Củ Chi, ship Củ Chi 40. Ship Củ Chi là 35.000 nha miền ký ức ơi. Ship Phan Thiết, ship Phan Thiết là 40.000 nha chị Nguyễn Quỳnh ơi. Tắm hết một gói không tắm nữa, dạ không có bị đen lại nha. Chị cứ yên tâm về sản phẩm mình shop nha. Thế ai có mua bộ này nữa không? Bộ này có giá là 250 thôi. Đầm body đuôi cá, mọi người hãy comment là đầm body đuôi cá cộng với số điện thoại của mình để mua sản phẩm này nha. Ok, sẽ cho mẫu quay sau lưng nha. Đây là sau lưng nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người muốn mua thì nhanh tay comment nha, để lại số điện thoại của mình sẽ có người liên hệ. Ok chị Trang Kem nha, em sẽ lấy 3 set cho chị nha, cảm ơn chị nha. Cái đầm của mẫu đang bận có giá là 250 nha chị Tiểu Bụi ơi. Tắm trắng mấy bịch thì lên to, tùy theo cơ địa của mỗi người, mình tắm tầm 1 đến 2 bịch rồi sẽ lên to nha. Tính tiền 2 set phải. Dạ đúng rồi, mình sẽ tính mình mua 2 set mình sẽ được tính tiền, sẽ được tặng thêm 1 set nha. Có nghĩa là 1 set có giá là 119.000. Bây giờ em sẽ cho mẫu thử bộ khác nha, nếu không ai đặt hàng sẽ mẫu thử bộ khác nha. Ship về Hưng Yên, ship về Hưng Yên là 40.000 nha. Tắm trắng một set như vậy là 119.000 nha mọi người ơi. Mọi người hãy nhanh tay comment là tắm trắng cộng với số điện thoại của mình nha. Tắm rồi ngừng sử dụng sẽ không bị đen lại nên chị yên tâm nha. Bây giờ em sẽ cho mẫu thử. Em sẽ cho mẫu thử đầm này. Đầm này cũng rất là xinh mà người và người tròn tròn mà cũng rất là đẹp nha. Cái set mẫu vừa bận có giá là 250 nha Mai Trang ơi. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Đầm mẫu mặc đầm của em đang mặc đúng không chị Heo Còi ơi? Mua 2 set tặng 1 set. Dạ, mua 2 set, mua 2 set tắm trắng thì sẽ được tặng 1 set tắm trắng nữa. Mua 2 set tắm trắng thì tặng 1 set tắm trắng nữa. Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng set tắm trắng. Mình sẽ comment với cú pháp là tắm trắng cộng số điện thoại của mình nha. Sẽ có nhân viên liên hệ với mọi người. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn vài set nữa thôi. Bộ của em đang bận là đầm xòe cổ yếm đan dây. Mọi người hãy comment là đầm xòe cổ yếm đan dây cộng số điện thoại của mình để mua đầm của em, có giá là 200 280. Cảm ơn chị Miền Ký Ức nha, chị hãy để lại số điện thoại, nhân viên sẽ liên hệ với chị nha. Đầm của mẫu đang bận là đầm xòe tay lưới có hai màu là màu trắng và màu hồng. Mọi người hãy đầm trắng và màu đỏ. Mọi người hãy comment là đầm xòe tay lưới cộng số điện thoại của mình nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nào. Mua hai bộ sẽ được tặng một set tắm trắng nữa. Mọi người nhanh tay nha. Chị Miền Ký Ức ơi, chị nhớ để lại số điện thoại giúp em nha. Có bạn nào mà thích cái mẫu thích bộ đồ mẫu đang bận không? Mọi người nhanh tay lên nha, mọi người nhanh tay lên. Mọi người nhớ like và share clip này để nhiều người vào xem nha. Em sẽ cho mẫu khác.
công chúa luôn. Thần công chúa cổ yếu nên sẽ cho bảo thần này này. Váy trắng có giá là 260. Váy trắng vừa rồi mẫu đang mượn có giá là 260. Cái bộ của em đang mượn có giá là 280 nha anh Suri ơi. Tấm trắng, tấm trắng có giá là 119.000 nha. À, khi chúng ta mua hai set tấm trắng như vậy thì chúng ta sẽ được tặng một set tấm trắng nữa nha. À, cho xem mẫu body đuôi cá hổ thiêu. À, mẫu body đuôi cá hổ thiêu. Ok chị Xuân, lấy sẽ cho xem lại nha. Ở đây không có bán bikini. À, ship qua Tân Phú. Ship Tân Phú. À, ship Tân Phú là 30.000 nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nào. À, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Hai set tấm trắng sẽ được tặng một set tấm trắng nữa. À, hai set tấm trắng sẽ được tặng một set tấm trắng nữa. Ngoài ra thì mua hai bộ đồ thì mình cũng sẽ được tặng một set tấm trắng nữa nha. Dạ em sử dụng là sản phẩm này nha. Chị Nghĩa Tiên ơi. À, rất là an toàn, chị yên tâm đồ của shop rất là an toàn nha. Mình sử dụng set tấm trắng làm set trắng nha. Mặt không vừa trả lại. Dạ, ở shop không có cho hàng lại nha. À, cái bộ của mẫu đang mượn là đầm hai hoa ở eo. Mọi người hãy comment đầm hoa eo cộng với số mẫu của mình. À, đầm này có giá là 280. Mọi người có lưới nha mọi người. À, có lưới ở eo. Mọi người hãy nhanh tay đặt. Mọi người nhanh tay đặt nha. Cảm ơn chị Hà Môn. À, cho người 52 dạ mặc vừa nha chị Hà Môn ơi. À, mọi người muốn mua đầm của mẫu đang mượn, mọi người hãy comment là đầm hai hoa phối lưới cộng xuyên hậu của mình. Nhanh tay đặt hàng nha, chỉ còn có vài bộ thôi. À, sắp kết thúc rồi. Kết thúc like rồi, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. À, ok, chị sẽ cho em xem thấy bảo chị đang mượn nha. Bây giờ chị sẽ cho mẫu thường bộ khác. Nếu mà không ai đặt hàng lên, chị sẽ cho mẫu thường bộ khác nha. À, ship về Bắc Giang là 40.000 nha em ơi. Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nào. Mọi người hãy comment là đầm hai hoa phối lưới cộng xuyên hậu của mình để đặt mua sản phẩm mình mẫu đang mượn nha. Mọi người nhanh tay, chỉ còn vài phút nữa thôi là shop sẽ kết thúc live rồi. À, bây giờ mình sẽ cho mẫu thử một bộ khác nữa. À, mình sẽ cho mẫu thử một bộ mẫu body này, body cúp ngực nha. Body cúp ngực có sẵn bút ở trong nha. Anh Suy Tư ơi, nếu mà anh muốn mua đồ thì anh sẽ comment tên sản phẩm của mình cộng xuyên họ nha. Nếu mà anh muốn mua hai bộ mẫu đang bận vừa rồi, anh comment là đầm hai hoa phối lưới cộng xuyên họ của mình. Ship Hải Dương là 40.000 nha. Bộ hai hoa, anh comment xuyên họ của mình giúp em với nha. Mọi người khi mà mình mua hai bộ đồ mình sẽ được tặng một set tấm trắng nữa, mọi người nhớ nha. Khi mà mua hai set tấm trắng mình cũng sẽ được tặng một set tấm trắng nữa nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nào, chỉ còn vài bộ nữa thôi và vài phút nữa là sắp sẽ up rồi. Rất là trắng nha, mọi người yên tâm về sản phẩm bên shop. Mua hai bộ đồ mình cũng sẽ được tặng một set tấm trắng nữa, mọi người nhanh tay nha. Cái bộ em đang mượn có giá là 280. Mọi người nếu mua bộ này thì mọi người sẽ comment là đầm xòe cổ yếm phối đan dây cộng xuyên hậu của mình. Đầm xòe cổ yếm đan dây cộng xuyên hậu của mình. Khi mọi người muốn mua tấm trắng, mọi người hãy comment là tấm trắng cộng xuyên hậu của mình nha. Ok anh Suy Tư ơi, anh để lại số điện thoại giúp em nha. Bộ set tấm trắng có giá là 119.000. Shop chỉ còn có 3 bịch thôi, mọi người nhanh tay nào. Mua 2 set sẽ được tặng 1 set nữa. Ok, sẽ đứng lên cho mọi người xem.
em bận có 280 nha. Mọi người hãy comment là đầm xòe yến phối lưới. Còn có xin hỏi của mình, à, đầm của mẫu đang bận là đầm body cúp ngực. Mọi người hãy comment là đầm body cúp ngực cộng số điện thoại của mình nha để mua sản phẩm này. Mọi người đừng quên là khi mua 2 set tắm trắng sẽ được tặng 1 set nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. À, bạn nào đặt hàng không ạ? Cảm ơn Suy Tư. Mọi người hãy comment là đầm body cúp ngực cộng số điện thoại của mình. À, nhanh tay đặt hàng, bây giờ shop sẽ off đây. Cảm ơn chỉ vì đam mê nha. Mọi người nhanh tay nào. Mua 2 bộ đồ chúng ta sẽ tặng thêm 1 bộ nữa. À, 1 set tắm trắng nữa. Đầm mẫu đang mượn là đầm body cúp ngực. Mọi người hãy comment là đầm body cúp ngực cộng với số điện thoại của mình. Và tắm trắng sẽ không có tác dụng phụ nha. Mọi người nhanh tay nào. Mọi người ơi. À, tạm biệt mọi người nha. À, sẽ kết thúc chương trình live ở đây. Hẹn gặp mọi người vào 7 giờ tối nay. Tạm biệt mọi người.